đi xa nơi biển bạc đất lành, dân chăn chờ sớm chiều sao vẫn khó, từng ao ước đến một ngày đổi gió, để cái nghèo vĩnh viễn đi xa. Đâu phải trong mơ dưới nắng chan hòa, ta đánh thức sau ngàn năm đất mù, đã sôi động những công trường mới mở, những con tàu nhộn nhịp khơi xa. Ngày hôm nay trên vùng đất này bừng sáng lên những công trình thế kỷ, nhiệt điện, xi măng, đóng tàu, dầu khí, càng rằng người chiều sau vẫn khó, từng ao ước đến một ngày đổi gió, để cái nghèo vĩnh viễn đi xa. Đâu phải trong mơ dưới nắng chan hòa, ta đánh thức sau ngàn năm đất ngủ, đã sôi động những công trường mới mở, những con tàu nhộn nhịp khơi xa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Ban Chỉ đạo 35 thị xã sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thị xã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã đã chủ trì hội nghị ban thường vụ thị ủy phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. Sự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã,
các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đội, thị xã. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 nêu rõ. 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị xã, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã đạt kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng, trong đó sản xuất nông nghiệp đạt sản lượng, năng suất cao. Tổng diện tích gieo trồng là 10.551,88 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 33.466,8 tấn, bằng 64,36% kế hoạch. Năng suất lúa đạt 62,7 tạ trên 1 ha, tăng 9,1 tạ trên 1 ha so với cùng kỳ. Đàn trâu bò đạt 19.283 con, đạt 96,4% kế hoạch. Đàn lợn 50.896 con, vượt 1,8% so với kế hoạch. Đàn gia cầm 573.170 con, đạt 88,2% kế hoạch. Công tác phát triển rừng, khai thác nuôi trồng phát triển tốt. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt 17,4 trên 19 tiêu chí, tăng 0,17 tiêu chí so với năm 2022. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được thực hiện theo kế hoạch. Công nghiệp xây dựng duy trì tăng trưởng, có 139 dự án đầu tư công được triển khai, dịch vụ thương mại phát triển với mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 6.982 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, doanh thu từ du lịch đạt 1.555 tỷ đồng, bằng 67,4% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt 390,2 tỷ đồng, đạt 44% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, thành lập 83 doanh nghiệp. Công tác phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được duy trì tốt, văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Đã bàn giao cho nhà đầu tư thi công 154,29 ha tại 32 dự án, đạt 32,95% kế hoạch. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thị xã vẫn còn những khó khăn hạn chế, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế, hoạt động đầu tư xây dựng vẫn gặp khó khăn do vướng mắc về chính sách, về thủ tục hành chính, về giá vật liệu xây dựng biến động mạnh. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thị xã đạt được trong năm 2023, trong đó tập trung phân tích làm rõ những tác động đến sự phát triển, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, gây cản trở, tạo điểm nghẽn đến sự phát triển, trong đó tập trung đi sâu về nguyên nhân chủ quan gây nên những khó khăn vướng mắc về các nội dung như thu chi ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác cán bộ xây dựng Đảng, khiếu kiện kéo dài, cũng như công tác kiểm tra giám sát xử lý đảng viên vi phạm. Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thị xã trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để đạt được các mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhất là trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công thương nghiệp, dịch vụ, cũng như bám sát các chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Bí thư thị ủy đề nghị Văn phòng thị ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo, trong đó tập trung các nội dung như chỉ số cạnh tranh PCI của thị xã còn thấp, đơn thư khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chất lượng công tác tham mưu của các phòng ban đơn vị còn hạn chế. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy nhấn mạnh, thị xã cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là thu ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án đầu tư công, các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã và công tác phát triển Đảng. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, lãnh đạo các phòng ban đội, thị xã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo để tập trung đánh giá, ra soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có biện pháp, hướng giải quyết mang lại kết quả cao nhất.
Ban chỉ đạo thu ngân sách thị xã phải giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo, tập trung công tác thu ngân sách nội địa, thuế, phí trước bạ, thuế vãng lai, bám sát các dự án trọng điểm, nguồn thu lớn cũng như hoàn thành thu thuế, đấu giá đất, tái định cư, tiết kiệm chi ngân sách cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công, điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phù hợp với nguồn lực của thị xã, tập trung giải quyết các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án khu công nghiệp Đồng Vàng, đô thị Động Lực, Di Dân Hải Hà, ra soát lại các mặt bằng đấu giá đất năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là công tác an ninh tôn giáo, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nhất là công tác tham mưu phải đúng, đủ, chính xác, chuẩn bị các kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính, công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị ban tổ chức thị ủy phối hợp với ban tuyên giáo thị ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, ủy ban kiểm tra, ban tổ chức thị ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát để sớm phát hiện sai sót, chấn chỉnh kịp thời. Nâng cao hoạt động khối đảng, đoàn thể, nhất là tại các vùng lõm, vùng khó khăn để kịp thời nắm bắt tâm tư của nhân dân, để xây dựng khối đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí, thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã, thành viên tổ, thư ký, Ban Chỉ đạo, cộng tác viên dư luận xã hội. 6 tháng đầu năm năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã ban hành 8 văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ, định hướng, thông tin kịp thời, các dư luận mà cán bộ đảng viên nhân dân quan tâm, góp phần đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn thị xã, nhất là trên không gian mạng. Đã bồi dưỡng, đào tạo rèn luyện cho lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba, đã phát huy vai trò đăng tải, chia sẻ hàng nghìn tin bài trên các trang fanpage, nhóm Mocha 35, các tài khoản Zalo Facebook, các bài viết, video đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật trên fanpage Tuyên giáo Nghi Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn, Thị đoàn Nghi Sơn. Công tác thông tin tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân được quan tâm thực hiện và thực hiện tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng của Đảng trên hệ thống phát thanh truyền hình. Hội Cựu chiến binh thị xã phối hợp với Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức được 11 buổi nói chuyện về truyền thống tại các trường học. Công an thị xã tổ chức 5 buổi truyền thông cho 4.600 học sinh trường trung học phổ thông về cách nhận diện luồng thông tin tích cực, chính thống, đấu tranh với luồng thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã, tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên, mở 36 lớp về nâng cao bồi dưỡng kiến thức chính trị cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới. Công an thị xã đã xác minh xử lý 4 vụ việc liên quan đến hoạt động đăng tải, đăng tin sai sự thật, xử phạt hành chính 2 trường hợp với số tiền 12.500.000 đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những thuận lợi, khó khăn cũng như đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm năm 2023, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã, cộng tác viên dư luận xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về những thành tích kết quả đạt được của đất nước, của tỉnh, của thị xã
trong 6 tháng đầu năm và các cái giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. Nâng cao chất lượng về công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng phức tạp kéo dài và không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại địa phương đơn vị và nộp bài thi về Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng hợp để báo cáo kết quả kịp thời đúng hạn. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên và thị xã, vai trò trách nhiệm của báo cáo viên cơ sở trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc bịa đặt. Thứ hai là các thành viên ban chỉ đạo 35 và cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã tiếp tục phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, tăng cường bám địa bàn cơ sở và phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền, các xã phường, các ngành, đơn vị liên quan, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội, chủ động xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo thường trực ban chỉ đạo và ban thường vụ thị ủy những vấn đề vượt thẩm quyền để được chỉ đạo giải quyết. Thứ ba là ban tuyên giáo thị ủy phối hợp với các ngành liên quan tham mưu để tổ chức tốt hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 30 năm Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới vào nửa đầu tháng 7 năm 2023, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thiết lập sử dụng các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội theo đúng quy định, chú trọng theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm và các vụ việc phức tạp nổi cộm, mở rộng mạng lưới dư luận cộng tác viên trong hệ thống ngành tuyên giáo và đẩy mạnh là thông tin tích cực, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Và về phát triển lực lượng thì đề nghị là ban tuyên giáo sẽ tham mưu cho ban thường vụ thị ủy hoặc là ban chỉ đạo thị xã để giao nhiệm vụ cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành lập các tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan, đơn vị và thành lập các đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị của mình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, sinh hoạt đông người trên không gian mạng tại các nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố, cũng như nắm bắt tâm tư của giới văn nghệ sĩ trên địa bàn thị xã để định hướng công tác tuyên truyền. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã nâng cao chất lượng tin bài của các chuyên trang chuyên mục để xây dựng nội dung, thời lượng đảm bảo trong công tác tuyên truyền theo tháng, quý, năm. Giao Công an thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác kiểm tra giám sát các thông tin đăng tải trên mạng xã hội để ngăn chặn kịp thời thông tin sai, xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước, cũng như thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn thị xã, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, ngày 28 và ngày 29 tháng 6 năm 2023, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, 2.786 thí sinh trên địa bàn thị xã đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thị xã tổ chức 4 điểm thi, gồm điểm thi trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, điểm thi trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 2, điểm thi trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 3, điểm thi trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 4. Thí sinh thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Các bài thi toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn
thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 29 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi một trong hai bài thi tự chọn theo tổ hợp môn thi thành phần khoa học tự nhiên và tổ môn thi thành phần khoa học xã hội. Buổi chiều các thí sinh thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công an thị xã đã kiểm tra công tác thi tại các điểm thi trên địa bàn thị xã. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi mà đoàn đến kiểm tra cho thấy, ngoài việc thực hiện nghiêm quy chế thi, các điểm thi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cả thí sinh, cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng từ thị xã đến các xã phường, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi luôn được bảo đảm, không có tình trạng tập trung đông người bên ngoài khu vực thi trong thời gian thí sinh làm bài thi. Rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cảm thấy hài lòng với bài thi của mình và có chung nhận định đề thi vừa sức, nội dung các câu hỏi trong đề thi từ mức độ dễ đến khó. Em Trần Văn Đại Dương, thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 cho biết. Em thấy đề thi năm nay thì nó cũng giống như form đề của mọi năm ạ. Thì tầm 30 đến 35 câu đầu thì dễ với tất cả mọi người. Còn từ câu 35 trở đi thì có hơi chút khó khăn ạ. Thì em làm được 80% đề. Em Lê Phương Liên, thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 cho biết. Theo em thì môn ngữ văn thì dễ, bởi ra vô chuyện, bài vợ nhà thì vô, tác phẩm vợ nhà thì dễ viết. Nhưng mà toán thì từ câu 40 trở về sau thì khá là khó. Theo thông tin từ Thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thị xã Nghi Sơn. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi trên địa bàn thị xã, có 22 thí sinh vắng thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thị xã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu dân cư Tân Trường, khu đô thị Phú Lâm, khu kinh tế Nghi Sơn. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thị xã, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các thôn trong quy hoạch của hai xã Tân Trường và Phú Lâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Phú Lâm, phân khu đô thị DT16 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Trường, phân khu đô thị DT14. Theo đó, khu đô thị Phú Lâm, phân khu đô thị DT16 thuộc hành chính địa giới xã Phú Lâm, phía Bắc, phía Nam, giáp đồi núi, phía Đông, giáp khu đô thị DT02. Phía Tây, giáp hành lang tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với diện tích quy hoạch là 621,74 ha, quy mô dân số khoảng 10.500 người. Đối với dân cư Tân Trường, phân khu đô thị DT14 có vị trí phía Bắc, giáp tuyến đường Tân Trường, Tân Thành, phía Nam, giáp khu công nghiệp số 12, phía Đông, giáp đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây giáp đường giao thông theo quy hoạch, có quy mô diện tích khoảng 280 ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người. Đây là các khu đô thị có chức năng chủ yếu là đầu mối giao thông vận tải, các khu dịch vụ công cộng, văn phòng, khu tái định cư, khu thương mại và các khu nhà ở theo tiêu chuẩn đô thị loại 3 cùng với công trình công cộng, hệ thống giao thông nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, chất thải, điện, cây xanh, đáp ứng yêu cầu của khu đô thị. Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã bàn giao hồ sơ quy hoạch cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã để quản lý giám sát, cũng như phối hợp thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Những năm qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã Nghi Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, dân vận khéo. Nhờ đó, nhiều mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đã ra đời, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phường Bình Minh nằm ở trung tâm thị xã Nghi Sơn, có nhiều dự án được triển khai. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn luôn được quan tâm. Để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, trong quá trình thực hiện, phường Bình Minh luôn làm tốt công tác dân vận khéo để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Từ năm 2020 đến nay, phường đã triển khai thực hiện 13 dự án, riêng dự án phát triển, tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có 7 hạng mục được triển khai trên địa bàn, tổng diện tích đất thu hồi là 76,22 hectare với 1.491 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất, di dân tái định cư 85 hộ, di chuyển hơn 500 ngôi mộ, cả có chủ và vô chủ, chi trả bồi thường cho nhân dân hơn 60 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều người dân đã hiến đất, tường rào, mở rộng đường giao thông tại các khu dân cư, đường điện được khang trang đổi mới. Đồng chí Hoàng Thị Nam, Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh khẳng định, để có được kết quả trên, khẳng định rằng công tác dân vận rất quan trọng, xác định công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp, chiếm nhiều thời gian, công sức vì ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích quyền lợi của người dân. Do đó, các chủ trương, kế hoạch, phương án cần phải được công khai, minh bạch, triển khai đầy đủ, sâu rộng tới người dân, được bàn bạc lấy ý kiến từ người dân, giải quyết trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của người dân, đúng chủ trương, chính sách, cho dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Không chỉ phường Bình Minh, phong trào thi đua dân vận khéo với nhiều mô hình hay, sáng tạo, gắn với tình hình thực tiễn, được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nghiêm túc thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm dân tin, đã mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm hay của các tập thể, cá nhân, điển hình như các mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở phường Bình Minh và xã Anh Sơn, xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa ở xã Trường Lâm và phường Hải Châu, khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường ở xã Hải Nhân, phường Hải Hòa, cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự. Từ các mô hình dân vận khéo đã khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Qua đó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Trong thời gian tới, Ban dân vận thị xã Nghi Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, công tác của Ban dân vận, khối dân vận cơ sở và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tham mưu củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, quy chế phối hợp công tác dân vận với Ủy ban nhân dân, các ngành, lực lượng vũ trang, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, nhất là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề bất cập, vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập: Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.